Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc Hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888-500-2018. Giá CD chỉ có $10. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong chủ đề ngày hôm nay, một sự kiện mà ai trong chúng ta cũng coi như là đang trong cái không khí là đón mừng lễ độc lập của nước Mỹ lần thứ 245. Và trong cái thời điểm này, suy ngẫm về cái vị trí là một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, chúng ta nghĩ gì về đất nước này? Đất nước Mỹ tượng trưng cho cái gì? Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết là nước Mỹ không phải là một dân tộc thuần chủng, mà nó bao gồm từ nhiều dân tộc khác nhau. Và khi chúng ta đến đây, chúng ta nghĩ gì về chuyện này? Có một lần, một trong những vị quốc phụ của nước Mỹ, ông Thomas Jefferson, có viết như thế này: tất cả là một cái ý tưởng, là một cái lý tưởng đại diện, tượng trưng cho đất nước Mỹ. Và cái ý tưởng đó mà người Mỹ đưa ra trên toàn cầu kể từ khi dựng nước, đó là một cái tinh thần dân chủ. Đó là hình ảnh của nước Mỹ. Và trong cái hình ảnh dân chủ này, nó bao gồm những gì mà chúng ta phải suy nghĩ trong cái vai trò một công dân của Hoa Kỳ. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Anh Long anh hỏi là ý nghĩa dân chủ này bao gồm những gì, là nó cũng là cái chữ anh nói, nó là bao gồm. Bao gồm, tức là bao gồm tất cả mọi người. Đó là đúng cái ý nghĩa Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Có nhiều người gọi là Hiệp chủng quốc, nhưng mà người ta bảo rằng là thật ra nó là Hiệp chúng quốc. Nhưng mà cái nào thì tôi thấy nó cũng đúng cả. Hiệp chúng quốc là do dân chúng, là Hiệp chủng quốc nhiều người hiểu là nhiều chủng tộc khác nhau. Và đất nước Mỹ này nó xuất phát từ đó. Thực sự ban đầu nó chỉ là người Mỹ trắng thôi, có chế độ nô lệ. Sau đó thì giải phóng nô lệ và dần nước Mỹ mở mang bờ cõi, hay là nói một cách nôm na đi xâm lăng nước khác, chứ mở mang bờ cõi là cho nó sạch sẽ tí mà chuyện đó mình nói. Nhưng mà nước Mỹ càng ngày càng phát triển, càng mở rộng ra, và nước Mỹ là một nước tư bản thì cần phải có của cải vật chất càng nhiều, muốn có của cải vật chất càng nhiều thì phải có lao động. Và dần dần người ta đưa người hoặc là tìm cách nào đó dễ dãi, nói chung là họ làm cái gì không cần biết, càng ngày càng có nhiều người những nơi khác đi vào nước Mỹ. Và nước Mỹ trở thành một cái gọi là, người ta gọi là một cái nồi, nói nôm na là cái melting pot, là cái nồi nấu đủ thứ hầm bằng sân khấu trong đó, nói để quý vị hiểu. Và chúng tôi ví con người như là thức ăn, nhưng mà đại khái cái ý tưởng là như vậy đó. Trong đó nó đủ thứ ấy, và bây giờ nó trở thành cái quốc gia mà đa dạng nhất, đa chủng tộc nhất trên thế giới. Và chính vì đó là nó có cái thành công, tức là họ lấy những cái chất xám, những cái gì tinh túy nhất. Mà tinh túy đây mình không thể nghĩ rằng là tinh túy chỉ ở mức cao nhất, mà tinh túy từ mức thấp nhất luôn. Bởi vì có những việc người Mỹ không làm được. Tôi nói ví dụ như làm nail. Người Mỹ không thể làm giỏi bằng người Việt Nam. Thấy không? Đứng ở trên cánh đồng, hái những hoa quả. Tôi nhớ ông dân biểu cái gì? Julian Castro từng nói rằng là khi mà chính phủ Mỹ ưu tiên cho những cái người mà có tay nghề cao đi vào đó, nước Mỹ để làm đó, thì đó họ đã quên mất là đứng ở dưới nắng một ngày 8 tiếng với cái nhiệt độ hơn 100 độ F, đó cũng là một cái gọi là
kỹ năng đặc biệt và không phải ai cũng có đó. Nhưng mà trên thực tế nó không phải như vậy. Thì nhân cái ngày độc lập thì người ta mới nhắc lại cái chuyện này, là nước Mỹ có được như ngày hôm nay là nhờ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ một người, chứ không phải chỉ một sắc dân. Thành ra càng ngày có lẽ là nước Mỹ họ nghĩ đến cái ý tưởng America First sau này, khi họ quên mất cái America First. Thì nên nhớ là America First là first luôn cả những người đây, là cái đó đúng. Nhưng mà họ quên mất cái điều là gì? Nước Mỹ vẫn cần phải có những người nước ngoài đi vào. Và đó là cái ý tưởng của cái ở những cái người mà lập ra, sáng lập ra nước Mỹ từ ngàn xưa, từ 200 năm, 45 năm về trước. Như quý vị thấy trên màn hình đó, kỷ niệm ngày lễ độc lập của Mỹ, mà chúng ta đừng quên là nước Mỹ phải bao gồm tất cả mọi người. Đó là cái ý tưởng của cái ngày 4 tháng 7 năm nay, thưa anh Long. Thưa quý vị, trong lịch sử nước Mỹ chắc chắn chúng ta biết câu chuyện chiếc thuyền Mayflower đến nước Mỹ năm 1620. Và trên những cái hình ảnh mà chúng ta coi như là được gọi là lan truyền cho đến bây giờ, thì thưa quý vị, những người đầu tiên đến nước Mỹ là những người như thế nào thưa quý vị? Là những người họ không có là chân đứng ở xã hội bên Anh, họ không có chân đứng ở bên các lục địa châu Âu già cỗi. Họ sang qua đất nước này, họ tìm một cái vị thế mới cho họ. Bản sắc dân tộc, thưa quý vị, không có trong những nhóm người này. Họ là người Tô Cách Lan, họ là người Anh, họ là người từ Âu Châu đi sang qua vùng đất này và tập hợp lại thành một cái nước Mỹ. Và trên cái nền tảng này, chúng ta là người Việt, chúng ta nghĩ gì? Thứ nhất, thưa quý vị, chúng ta thấy điều đầu tiên mà những người trong cái thời gian gọi là những cái 13 thuộc địa này, họ muốn tìm điều gì thưa quý vị? Họ tìm một cái sự bình đẳng, một cái sự bình đẳng về chính trị. Rồi sau đó, nước Mỹ sang qua một cái giai đoạn khác, thời nội chiến, bắt đầu tìm cách để mà xóa cái chế độ nô lệ, chuyển qua một cái hình thái khác nữa, là tìm một cái sự bình đẳng giữa các chủng tộc. Đương nhiên, cái sự bình đẳng đó nó không đến ngay một lúc, kéo dài cho đến tới thập niên 1960 mới có cái chuyện gọi là phong trào dân quyền để đem cái sự bình đẳng đến cho người da đen. Và trong suốt thời gian mà nước Mỹ nó định hình lên, nó không phải là vì một quốc gia này có một cái dân tộc thuần chủng để mà vì quyền lợi của cái dân tộc đó, mà đây là một sự hài hòa của nhiều dân tộc khác nhau. Thoạt đầu những người Anh giáo, rồi trong những người Anh giáo có những người Tô Cách Lan lại là theo Tin Lành, rồi lại có những người Irish là người Thiên Chúa giáo. Những cái đợt sóng như thế nó tiếp tục nó dồn qua nước Mỹ. Và trong thời gian đó cũng có những cái sự tranh chấp, những người gốc Anh đi qua trước nhìn những người Irish, những người từ bên Ý qua gốc Thiên Chúa giáo, họ cũng có sự xung khắc với nhau. Rồi đến một lúc nào đó họ phải cảm thấy rằng là đây là một đất nước mới, cái bản sắc dân tộc của mỗi người đều phải làm sao như thế nào đó để mà hòa quyện lại với nhau. Và từ đó sanh ra những cái vấn đề khác hơn cho nhiều cái chủng tộc khác. Và những cái vấn đề về tư tưởng nó cũng phải có một sự thay đổi. Và đây là cái nền móng để mà thành lập cái nước Mỹ sau này. Cái nền dân chủ của nước Mỹ không phải là quyền lợi của một dân tộc, quyền lợi của một nhóm người, quyền lợi của những người mang cùng một cái tôn giáo chẳng hạn, mà phải là quyền lợi của tất cả nhiều người mà nó đan hòa lại với nhau. Và cái khái niệm này, thưa quý vị, là một cái khái niệm nền tảng cho cái nền dân chủ của nước Mỹ. Chúng ta sống cùng một nơi, nhưng có thể rằng là quan điểm chúng ta về vấn đề này và vấn đề kia khác nhau. Và khi khác nhau, khi mà lá phiếu của chúng ta ít hơn, chúng ta chấp nhận cái sự khác biệt của cái suy nghĩ của người khác như thế nào. Và sự khác biệt đó có phải là một cái sự đối kháng hay không? Thì đây là những cái tiền đề mà nước Mỹ vạch ra. Và từ đây, thưa quý vị, những cái vấn đề mà xã hội Mỹ lúc nào cũng phải xoay trở, đó là làm sao có sự, thứ nhất như chúng tôi vừa thưa, bình đẳng về nguồn gốc của các chủng tộc đến, rồi bình đẳng của người phụ nữ. Thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng đến năm thập niên 1920, phụ nữ ở nước Mỹ này mới được có cái quyền đi bỏ phiếu. Và tất cả mọi chuyện đó nó tiếp tục nảy nở. Thế thì bây giờ chúng ta đang đặt trước một cái hoàn cảnh của thế kỷ 20,
21, chuyện nó lại khác hơn nhiều chủng tộc khác nữa đến đất nước này. Nhiều người đến từ châu Á mang cái nguồn gốc Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, rồi nhiều người khác từ các quốc gia khác mang cái ý tôn giáo khác, thí dụ như Hồi giáo chẳng hạn, thì làm sao họ hài hòa được cái trong chuyện này? Hay là chúng ta phải có cách nhìn như thế nào để chấp nhận mọi người, để mọi người chấp nhận mình, thưa anh Dũng? Vâng, đó là cái mà cái điều mà chính quyền Mỹ cũng đang gặp khó khăn trong nhiều năm. Có thể nói là nó là cái điều họ chưa làm được, mặc dù họ đang cố gắng làm. Chúng ta thấy trong thời gian qua có nhiều cái luật, nhiều cái chính sách đưa ra để bao gồm người này người kia vô, nhưng mà mỗi lần làm là nó gây tranh cãi ghê lắm. Và nước Mỹ vẫn đang trong cái tình trạng gọi là chưa có được đầy đủ ở trong cái lĩnh vực đó. Bởi vì có những lĩnh vực thì họ bao gồm mọi sắc dân, có những lĩnh vực bao gồm chưa đủ, có những lĩnh vực lại bao gồm quá nhiều thì nó cũng phản tác dụng. Nó tự nhiên thôi. Nó làm cho cái người bản xứ bảo, tại sao cái người này được bao gồm nhiều quá à? Thì khi như vậy nó lại phản ứng lại, thì là lại làm chậm cho những cái mà chưa bao gồm đủ. Quý vị nhìn, quý vị có thể thấy ngay, chẳng hạn như là trong các cái lĩnh vực, mình nói đời sống hàng ngày thôi, quân đội thì bây giờ chúng ta thấy là ngày càng có nhiều các sắc dân đi vô tham dự, thấy không? Tướng tá bây giờ cũng có những người là gốc thiểu số, chứ phải không? Tương đối là nó phản ảnh đúng cái nước Mỹ mà bao gồm. Nhưng mà trong các lĩnh vực khác, ví dụ như vấn đề an ninh, cảnh sát, lính cứu hỏa chẳng hạn, chúng ta thấy đặc biệt lính cứu hỏa thấy ít có da màu lắm. Có những sở cả cứu hỏa là chả thấy một ông da màu nào trong đó cả, thấy không? Hoặc là những lĩnh vực mà gọi là gì cao hơn nữa, điều hành công ty, thì cái đó nó do cái khả năng thôi, mình không nói. Nhưng mà những lĩnh vực mà thấp đó, nghĩa là phải bao gồm đó, thì quý vị thấy đó, cảnh sát và lính cứu hỏa thì nó chưa, cái tỷ lệ nó chưa cao. Nó còn một số lĩnh vực nữa, chúng ta sẽ phân tích tiếp cho quý vị về vấn đề bao gồm nó như thế nào đối với nước Mỹ nhân cái ngày mà kỷ niệm độc lập 245 năm. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh Không Chết Đâu Em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127, Garden Grove, CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí.